trời ơi, đói bụng quá. Vậy thôi. Trời ơi, hỏi thanh thức ăn của mình bây giờ còn có 10 à, trời ơi, 10% mà đói bụng quá. Ôi trời ơi, chắc bây giờ mình phải làm cái gì để mình ăn mới được. Rồi, để xem coi trong rương mình còn gì không ta. May quá, ở đây có gạo nè, với lại một ít dung nham nè, mình sẽ làm gì ta? Cơm sốt dung nham để ăn. Thôi thôi, đùa với anh em thôi, ăn cơm sốt dung nham chắc banh cái mỏ mình luôn quá. Rồi để mình nấu cơm mình ăn mới được. À bỏ vô nè, xong bỏ này vô. Ok, mình sẽ đợi cho nó nấu cơm nha. Đây, để xem coi. Ok, tranh thủ ra ngoài lấy một ít bí ngô vậy để ăn. À quên nữa, phải chào anh em cái đã. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm gì ta? Nói chung là hiện tại mình đang sinh tồn ở trong cái world của mình. Đó, thì bây giờ mình phải ra mình kiếm cái gì đó mình ăn đỡ đã, mình đói bụng quá. Để mình ra lấy ít bí ngô nè, mình sẽ ăn cơm với bí ngô. À ok, lấy bí ngô nè, để tí nữa chúng ta sẽ ăn cơm chung với bí ngô nha. À đó, lấy 3 quả luôn. Tí nữa làm canh bí ngô chúng ta chưa để chúng ta ăn cơm. Sao lấy thêm ít dưa hấu nữa nè, để tí nữa chúng ta sẽ ăn tráng miệng bằng dưa hấu. Được. Ok, lấy dưa hấu. Đó, để mình xem. Đúng rồi, để mình xem cái trong world của mình hiện tại có ai nha, để xem coi. Ui, trong world của mình hôm nay có Chiron nè. Chắc là ổng. À đây, đúng rồi ha, mình quên mất. Xin giới thiệu anh em là đây là cái nhà của Kai và Sim. Đó, một tí nữa thì mình sẽ qua bên đó mình giới thiệu kỹ hơn nha. Còn bây giờ thì mình vô mình ăn sáng cái đó. Đó bụng quá, trời, còn có 5% mà. Trời ơi, đó bụng quá, trời, cơm chín chưa ta. Ui, được rồi nè, chín đây nè. Ok, ăn cơm thôi. Trời ơi, khá là ngon nha. Trời ơi, ngon. Ok, làm miếng bí ngô nữa nè. Miếng bí ngô nữa, ok rồi. Ai, được rồi, ăn thêm miếng dưa hấu để tráng miệng. Ủa nhưng mà tự nhiên ăn cơm vậy không, mình thấy hơi bị khát nước anh em ơi. Mình hơi khát nước. Đúng rồi. Hay là bây giờ mình phải từ từ, cái thùng này còn nước không vậy? Ơi, mấy cái lọ của mình hết nước rồi anh em ơi. Khô rang luôn, không còn miếng nước đâu luôn rồi. Trời, khát nước quá. Đúng rồi, sẵn bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn nha. Để mình đi qua đó. Ok. Đây. Xin giới thiệu anh em, đây chính là quán trà sữa của Simmy và Chiron đó. Thì mấy ngày nay á thì mình cũng chưa biết đâu, thì hôm nay mình vô world thì mình mới biết nha. Thì Sim và Kai đã xây một cái quán trà sữa ở trước cái nhà của mình rồi. Đó, thì mình nghĩ là vài bữa nữa mình nghĩ là Sim và Kai sẽ làm một cái tấm bảng trà sữa Sim Kai ở đây ha, hoặc là Kai Sim gì đó mình không biết nha. Nói chung bây giờ chúng ta mở hàng cho bạn của chúng ta thôi. Ủa sao hôm nay quán vắng quá ta. Hello Kai. Hello Phong, hello. Ủa ông làm cái gì vậy? Ông chỉ biết bóp hả? Đúng rồi, có khách vô là biết bóp rồi. Tụi nó ai xa lạ đâu, ai ngờ là Phong cặn ti gì ở đây hả? Chị chơi chỉ biết bóp rồi hả? Ghê. Ok, ông thử làm cái này. Tôi qua đây quán ông hôm nay có trà sữa gì ngon không ta? Trà sữa hả? Trời ơi, có luôn. Trời ơi, ở đây tôi rất là nhiều loại trà sữa nha. Trà sữa hạt dẻ nè, trà sữa trân châu nè, trà sữa đầu nấm nè, trà sữa... Nói chung là tất cả những loại trà sữa với tôi cũng có nữa. Trà sữa kiến, trà sữa gián, trà sữa nhỏ. Cái gì? Nói chung là chúng tôi có rất là nhiều loại trà sữa. Ông muốn uống loại nào? Tôi để tôi coi. Bây giờ thì thật ra là bữa sáng nay tôi dậy á thì bí ngô dưa hấu trong vườn tôi có rất là nhiều, nhưng mà tôi chưa có đem ra chợ bán được, cho nên là tôi hiện tại thì chưa có tiền, cho nên là ông có thể nào bán thiếu cho tôi được không? Cái gì? Chưa có tiền mà đã tới đây uống trà sữa hả? Nhưng mà bán thiếu được không? Tôi vừa mới mở quán thôi nha. Tôi vừa mới mở quán thôi. Trời ơi, vị khách đầu tiên của tôi còn chưa tới nữa mà bây giờ ông tới đây ông mua thiếu. Rồi cả ngày hôm nay tôi làm ăn lỗ rồi sao? Hả? Trời, không bán thiếu thì thôi chứ làm gì căng vậy. Thôi được rồi, vậy để buổi chiều tôi qua tôi mua thiếu. Buổi chiều là tôi mua thiếu được đúng không? Thiếu cái gì mà thiếu? Trời ơi, thiếu 2-3 triệu suốt ngày thiếu hoài. Thôi, xong hết tiền đi rồi sau đó mà không mua thiếu. Thôi anh em ơi, thiệt kho quá đáng lắm luôn á. Mình nói thiệt cho anh em nha, mình thiếu mới có 2 triệu tiền trà sữa mà làm gì căng vậy, có 2 triệu thôi chứ là nhiêu đâu. Thì tính ra có 2 triệu cũng nhiều. Cậy, bạn bè nhau mà có 2 triệu cũng tính nữa. Kairon nè, ông nhớ nha, thiệt chứ mình nói thiệt. Nếu như là Simmy thì Simmy chắc chắn sẽ bán thiếu cho mình, còn Kairon thì Kairon không chịu bán thiếu. Ok, được, ông được lắm. Kỳ này mình sẽ cho anh Chiron anh em ơi. Và cho anh bằng cách nào phải không? Thì mình nghe nói là Chiron hình như là ổng không có sợ nhện đâu, nhưng mà ổng rất là sợ bị nhện cắn. Mình sẽ cho ổng bằng mấy con nhện. Đúng rồi, hôm qua mình đi vào trong cái ngôi vườn của mình á thì mình có phát hiện ra có rất là nhiều trứng nhện luôn. Đó, anh thấy không? Trứng nhện nè. Thì mình sẽ lấy trứng nhện này để cho ổng. Mà cho bằng cách nào thì anh em sẽ xem nha.
Ok ok anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ cho nẩm nha. Mình đã tìm ra một cái bãi đất trống khá là rộng chỗ này rồi. Lần trước á mình có cho anh Timmy ở cái chỗ này rồi. Bây giờ tới lượt sẽ là Kyron. Ông sẽ chết với tôi. Ok, rồi để mình đào một cái, mình trước tiên mình sẽ đào một cái lỗ như thế này nè. Đó, một cái lỗ vuông vuông ở đây đi. Mình chỉ cần một cái lỗ vuông vuông nhỏ nhỏ thôi. Đó. Thế này, ok, đào sâu xuống xíu đi cho ổng khỏi nhảy lên. Đó. Sâu xuống ba lóc luôn cho ổng khỏi nhảy lên. Đó. Còn lâu mới nhảy lên được. Ok. Đó, xoay sâu xuống nè. Đó, rồi. Đó, 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 ok, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lót cái sàn này bằng cái tấm màu trắng này. Đó, cái phiến màu trắng này, cái phiến này chúng ta sẽ dễ dàng thấy hơn. Đó, đó, thì lót như thế này á, thì mình đặt mấy con nhện lên á, thì sẽ dễ dàng thấy hơn cho anh em thấy được là mình sẽ cho anh cái ron như thế nào nha. Ok, rồi, cái chỗ này nè, thì mình nghĩ là mình sẽ đào ra. Đó. Rồi, mình sẽ xây một cái hệ thống ở trong đây để mình thả mấy con nhện ra nha anh em. Đó, một cái hệ thống để thả nhện luôn nghe. Chuyên nghe bom, chuyên nghe bom. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ xây nha. Đó, anh em ơi, anh em thấy không nè, nó chớp chớp nè, anh em thấy không? Đó, chớp chớp nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ để cái này đây. Rồi, sau đó mình nói dây điện vô, ok. Từ từ để mình nói như thế nào cho nó chắc đây ta. Mình sẽ nói như thế này. Đặt cái này vào đây, ok, mình sẽ nói dây điện vào nè. Đó, anh em thấy không? Ok, hợp lý, hợp lý. Rồi, bây giờ mình sẽ nói một cái dây điện lên phía trên. Đó, lên phía trên đây nè. Rồi, để mình leo lên trên cao cái nè. Rồi, mình đào nó ra. Ở cái lỗ bên đây đúng không? Rồi, mình sẽ để cái cần gạt lên. Bật cái nè. Đó, là nó sẽ tự động nó tắt anh em ạ. Đó, rồi, ok. Rồi, nó tắt rồi. Bây giờ mình lên, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đào ra, đào xung quanh như thế này. À, mình nghĩ là thôi thôi khỏi đi mình nghĩ là mình đào để cái nền thôi được rồi, còn cái này mình khỏi cần đào. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ che cái cổ máy của mình lại nha anh em. Đó, che cổ máy của mình lại nè. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái trứng nhện vào trong cái này. Đó, này, trứng nhện này quá trời trứng nhện luôn nè, thấy không? Đó, trứng nhện này. Kỳ này cái đó chết với mình. Này thì không bán thiếu trà sữa cho tôi hả? Ông chết với tôi. Lầm lại. À, ok leo lên rồi. Ok, bây giờ nhìn xuống dưới thì anh em sẽ không thấy một con nhện nào hết đúng không? Mình chỉ cần gạt này thì nhện nó sẽ xuất hiện. Đó. Bây giờ mình sẽ cho anh Kyron một cách nào ta? Ui, ui, có con nhỏ thiên thần nè anh em. Thôi kệ nó đi, mình không quan tâm. Ok, bây giờ mình phải kiếm cái gì đó để làm mồi nhử để cho anh Kyron mới được. Thì để xem coi. Ờ đúng rồi. Mình lần trước á mình cho Timmy bằng dưa hấu thì bây giờ mình cũng sẽ lấy dưa hấu luôn, đúng không? À thì dưa hấu rất là ngon luôn, cho nên là mình nghĩ là Kyron cũng sẽ thích dưa hấu. Ok. À để lấy nè. Rồi ok rồi, nhiêu đây dưa hấu mình nghĩ là nhiều rồi đó. Đó, quá nhiều luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đem nha, dưa hấu đó. Đến đó mà mình làm cái gì thì chắc là mình biết, mình nghĩ là anh em chắc chắc cũng đã hiểu mình sẽ sắp làm cái gì đúng không? Mình sẽ vứt dưa hấu xuống dưới đây. Đó, để mình đem dưa hấu tới nè. Rồi ok, giờ mình sẽ vứt dưa hấu xuống dưới đây nè. Vứt nhiều thật là nhiều luôn. Kyron mình nhìn thấy quá trời dưa hấu thế này, Kyron thế nào cũng sẽ rất là thích luôn. Đó, Kyron rất là thích ăn dưa hấu anh em ơi. Đó, quá trời dưa hấu bên dưới anh thấy không? Đó, rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ đến nhà Kyron, mình dụ Kyron ra ngoài đây nha anh em. Ok, đi thôi. Kyron ơi, Kyron ơi, Kyron. Gì? Hồi tôi nói ông nghe này nè, tôi mới vừa thấy có một cái hố có quá trời dưa hấu ở bên dưới đó luôn á. Đù, dưa ghê vậy nhở? Trời, tôi thích ăn dưa lắm á. Đâu, chỗ nào chỗ nào? Đi theo tôi, trời. Dụ được rồi. À, đi theo tôi nha. Đây nè. À. Cửa được hấu dưa hấu luôn hả? Được. Đúng rồi, đây nè, bên đây nè, đây. Đó. Ôi trời mưa luôn rồi trời. Đù. Trời, công nhận ở chỗ này vừa nhiều dưa hấu được á. Trời ơi, xong kiếm được chỗ hay quá vậy. Hồi nãy á là tôi đang đi ngang ở đây nè, thì tự nhiên trời mưa á, thế là có một cái ông bán dưa hấu, ổng thấy trời mưa ổng sợ quá, ổng chạy vô nhà, thế là ổng làm rơi trái dưa hấu xuống dưới đây nè, thế là dưa hấu quá trời dưới đây luôn. Ông xuống ông lụm mấy. Trời ơi, sao tội nghiệp cái ông đó quá vậy. Thôi nhưng mà thôi, cũng kệ, cũng tội nhưng cũng kệ. Trời ơi, dưa hấu tụng. Ok, bật lên nè. Ui nhện kìa, ui nhện kìa, cái ơi, nhện kìa, cái ơi, nhện kìa. Cứu không ơi. Tôi được nhện kìa, con chân, trời ơi, nhện cắn không kìa, trời cắn hết trời luôn. Yêu chủ nhện kìa, nhện kìa. Ơi, đâu ông cai, ủa đâu ông cai. Ủa cái gì, còn lâu mới đánh hết được, nhiều lắm cai ơi, cai không giết được nó đâu, trời ơi, nhiều lắm. Ôi trời, bị cắn tội không, trời ơi, tội nghiệp cai quá. Ôi, sợ chưa, biết sợ tôi chưa. Cứu gì? Ok anh em ơi, thì cai đó bị mấy con nhện cắn nát bét vậy đó luôn rồi. Ok, và cảm ơn anh em xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này, ok là cắn chết luôn rồi. Ôi trời, xong tội nghiệp cai đó bị cắn chết luôn rồi. Ủa, vẫn còn spam ở đây hả?
chạy lên cô. Ok anh em ơi, thì nếu mà anh em thích video này á thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký cho những người bạn của mình nữa, chính là Kairon TV nè, Simmy TV, Sammy Đào và Khang Dừa đó nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Còn bây giờ thì để cho Kairon bị mấy con nhện nó cắn chết đi. Ủa quá quá trời nhện luôn anh em, nhìn nhìn ghê quá trời. Thôi bây giờ chắc mình về nhà thôi. Bye bye anh em, mình về đây.